Hello, xin chào cả nhà. Trong video này thì anh Hai Nông Trung xin chia sẻ cho cả nhà về một cái đoạn đường ngắn mà anh Hai Nông quay làm đại diện thôi, trên một cái trục đường dài là quốc lộ 26, cái quốc lộ nối từ thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đi thành phố Nha Trang. Thì anh Hai Nông sẽ chia sẻ cho cả nhà trên một cái đoạn đường ngắn của một cái đoạn đường dài hàng chục cây số, thể hiện về cái hình tượng, cảnh tượng, sự náo nhiệt và tấp nập của việc là thu mua, đóng gói, sơ chế đóng gói hàng xuất khẩu sầu riêng tại xã Ea Dông, huyện Cron Park, tỉnh Đắk Lắk. Thì anh Hai Nông chỉ ghi hình trong một cái đoạn đường đại diện là khoảng chừng 1 km từ vị trí này cho đến từ vị trí này là ngã ba công ty cà phê Phước An, chính là cây số 27, cho đến giáp ranh bắt đầu đến thị trấn Phước An, đến ranh giới thị trấn Phước An. Đó là khoảng km 28 quốc lộ 26. Sự tấp nập và náo nhiệt của các cái kho bãi, các cái cơ sở về sơ chế và đóng gói hàng xuất khẩu sầu riêng tại huyện Cron Park, tỉnh Đắk Lắk trên quốc lộ 26 này, nó kéo dài đến trên hàng chục cây số, trên hàng chục km. Vậy cho nên là anh Hai Nông sẽ không đủ thời gian để mà có thể ghi hình hết toàn bộ tất cả trên tuyến đường này. Vậy cho nên là anh Hai Nông chỉ ghi đại diện ở trong một cái đoạn đường ngắn là 1 km thôi, để cả nhà có thể dễ dàng hình dung và suy luận. Thì toàn bộ trên trục đường này, các cái cơ sở gia công như thế này, diễn ra trong tình trạng tương tự và kéo dài, và thậm chí ở những cái vị trí khác thì tình hình kho bãi và các cái cơ sở sơ chế, cơ sở đóng gói là còn hoành tráng hơn, còn náo nhiệt hơn trong cái đoạn đường này nữa cả nhà. Vị trí mà anh Hai Nông đang đứng để bắt đầu ghi hình trong cái video này là tại ngã ba công ty cà phê Phước An, và phía trong này là khu di tích lịch sử văn hóa Ca Đa. Ngã ba này thì thời gian gần đây còn được mệnh danh là ngã ba triệu phú, bởi vì có rất là nhiều người, nhiều nhà là trở thành triệu phú phất lên nhờ về trồng và thu hoạch sầu riêng. Nào, bây giờ thì cả nhà cùng anh Hai Nông khám phá nhé. Lúc này là khi mà anh Hai Nông ghi hình, đó là vào cái thời gian khoảng chừng hơn 10 giờ đêm ngày 31 tháng 8 năm 2024. Thì thời gian này cũng đang diễn ra lễ hội sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk lần thứ hai năm 2024. Khoảng thời gian nửa đêm như thế này rồi, gần nửa đêm như thế này rồi, nhưng mà các cơ sở về thu mua và đóng gói vẫn hoạt động rất là náo nhiệt và dồn dập. Và đây là một cơ sở tương đối nhỏ thôi, nhưng mà cái sự hoạt động về đêm ở thời điểm này nó đang diễn ra rất là tấp nập và khí thế như thế này cả nhà. Đèn điện là sáng trưng và sầu riêng rất là nhiều ở trong đó, và đang trong giai đoạn sơ chế và đóng gói. Thì cơ sở này là thuộc dạng cơ sở nhỏ thôi, và thời gian 2 năm trở lại đây thì những cơ sở như thế này
được mọc lên rất nhiều ở tuyến đường này, ở trên cái đoạn đường cả hàng chục km kéo dài như thế này. Bắt đầu từ khoảng cây số 17 đến kéo dài cho xuống tới cây số 35, 36. Thậm chí những cái cơ sở như thế này và còn lớn hơn nữa, còn mọc ở phía trong các cái đường nhánh của quốc lộ này, nhọc mọc ở trong rất là nhiều những cái đoạn đường, những cái đường nhánh lớn ở trên quốc lộ này. Và anh Hà Đông sẽ đi vòng đi một vòng vào phía trong khu dân cư, được gọi là khu dân cư Thái Bình Dương. Ở trong này, kho này thì mới mở năm nay, và đoạn đường này thì cũng vừa mới làm bê tông hóa. Năm ngoái thì đoạn đường này vẫn là còn đường đất, và sau khi mở ra thì các kho lớn đã ùa về đây, để chỉ trên một cái đoạn đường ngắn. Từ ngoài quốc lộ vào thì vào phía trong này thì khoảng chừng sâu 100 mét. Và cả nhà hãy xem, những cái kho rất là khá lớn và vẫn đang hoạt động rất là tấp nập và náo nhiệt. Là rất là tấp nập. Wow. Đây. Hello. Hello mọi người. Hello cả nhà. Thank you. Rất là tấp nập cả nhà. Chỉ một đoạn ngắn khoảng chừng 100 mét thôi, nhưng mà đã có đến 3 kho lớn tập trung ở vị trí này, ở trên cái đoạn đường này. Và đến điểm này thì là điểm cuối của cái bề rộng của cái khu dân cư này. Khu dân cư này có bề rộng khoảng chừng 100 mét hay là 150 mét gì đó, nhân với lại là chiều dài của nó là 800 mét. Vị trí là gần 10.000 mét vuông. Vị trí là gần 100.000 mét vuông chứ các bạn, xin lỗi. Và những đoạn đường, những cái đường ở trong cái khu dân cư này thì đều đông đúc về các loại xe công, xe chở hàng phục vụ cho việc chuyên chở sầu riêng, là đứng khắp các nẻo đường ở trong khu dân cư này. Và khu dân cư này thì bây giờ đã trở thành hầu như là tất cả các cái kho và cơ sở chế biến đều thuê và đóng đô tại đây, đóng đô tại đây. Thì nói chung là mang tiếng là khu dân cư, nhưng mà nhà dân thì khá ít, và chủ yếu bây giờ là các kho và cơ sở chế biến hàng sầu riêng, họ thuê lại để mà làm kho bãi, làm nơi gia công và đóng gói sầu riêng. Và trên các cái đường ở trong cái khu dân cư này thì đều đều có xe, các loại xe công đứng tràn đầy đường, như là cả nhà xem đấy. Đấy là những cái vỏ đóng sầu riêng như thế này nè, là của các cơ sở gia công bóc mũi hàng sầu riêng đó cả nhà. Trong khu dân cư này không biết ngày xưa họ làm như thế nào, nhưng mà họ lại không có lắp đặt cái hệ thống đèn đường, vậy cho nên là đường xá ở trong này thì không có đèn, đường vẫn còn tối. Nhưng mà qua mùa thu hoạch sầu riêng như thế này thì các con đường ở trong đây trở nên là sáng và tấp nập. Đây là nhà dân, đây là kho, cơ sở chế biến, nhỏ lớn đều có hết rồi cả nhà. Vừa mà lớn khoảng chừng 500-600 mét vuông là nhan nhản luôn, cũng rất là nhiều. Thậm chí mà còn có những cái vựa mà lớn cả hàng ngàn mét vuông. Bề dài của khu dân cư này thì được tiếp giáp với lại quốc lộ 26, vậy cho nên là ở phía ngoài tiệm phần tiếp giáp với quốc lộ 26 đó, của khu dân cư này thì dày đặc các cái kho bãi ở ngoài đấy, mà anh em ông không tiện để ghi hình một khúc cả hai, vậy cho nên là anh em ông đi sâu ở phía trong khu dân cư. Phía trong sâu ở trong này mà đã tấp nập như thế này rồi đó,
xe công đứng la liệt luôn cả nhà. Thì ở phía ngoài này là càng nhiều hơn nữa cả nhà, phía ngoài tiếp giáp với đường là càng nhiều hơn nữa. Không khí làm việc tại các cái vựa sầu riêng này tại thời điểm này là rất khí thế và tấp nập, rất nhộn nhịp. Anh em đang đi ra ngoài đường quốc lộ đi ra lại. Đây, cái đoạn đường này là đường tiếp giáp với quốc lộ nhưng mà thuộc khu dân cư. Đoạn đường này trở lên nó cách cái quốc lộ khoảng chừng 10 mét. Đây là các xe công nông đang chở sầu riêng, đang đợi để nhập kho, đang đợi để bắt hàng. Ở kho này đang hoạt động xe công, nó xe tải với xe container đứng chờ la liệt dọc theo tuyến đường cả nhà. Và tại cái vị trí này là cách cái vị trí đầu tiên mà anh Hai Đông ghi hình đó, đứng ghi hình đó, là khoảng chừng 300 mét. Là khu dân cư này thì anh Hai Đông mới chỉ đi theo cái bề dài của nó khoảng chừng 300 mét thôi cả nhà, 300-400 mét gì đó. Đây, anh Hai Đông ra lại ngoài đường quốc lộ 26 để tiếp tục đi xuống phía dưới. Thì trong khu dân cư đó anh Hai Đông chỉ quay sơ bộ một phần ba của cái khu dân cư thôi, mới quay sơ bộ 1/3 khu dân cư thôi. Tuy nhiên bây giờ thì anh đang đi ra ngoài rồi, và ngoài quốc lộ và tiếp tục đi xuống. Còn 2/3 nữa thì anh Hai Đông chưa không có quay ở phía trong, quay 1/3 để cho cả nhà có thể hình dung rằng là toàn bộ tất cả khu dân cư đều cái tình trạng đang hoạt động như thế, nó phủ kín toàn bộ khu dân cư. Lúc thời điểm hơn 10 giờ đêm mà lượng xe cộ đi lại trên quốc lộ này vẫn còn rất là nhiều, xe chở liên tục, xe công, xe con, xe tải nhiều lắm luôn, và tấp nập qua lại giống như là đường ở trong Sài Gòn. Có điều là trên đoạn đường này thì vẫn chưa có lắp đặt hệ thống, có lắp đặt hệ thống đèn đường rồi nhưng mà không có hoạt động. Đường vẫn tối, một lượng xe thì rất là lớn. Tại vị trí này là đã được 2/3 chiều dài của khu dân cư rồi. Phía trong này tất nhiên là sẽ có rất nhiều vựa và kho cơ sở chế biến đang hoạt động rất là tấp nập phía trong. Và có lẽ anh em sẽ tiếp tục vòng vào phía trong khu dân cư này vào nữa, sẽ cái đoạn cuối khu dân cư này, phần ba cuối của khu dân cư này nó có tấp nập giống như là cái đoạn phía trên của mình. Là dễ dàng dùng cái lời anh Đông nói chia sẻ có đúng không nha, là ở phía trên cũng rất là tấp nập rồi, rất là náo nhiệt rồi, và xuống phía dưới này thì như thế nào. Đông đang đi vào cái đoạn còn lại 1/3 của khu dân cư. Các kho vẫn đang hoạt động, đèn điện sáng trưng. Trước mặt cả nhà là khi mà không cái mùa thu hoạch sầu riêng không
không phải thời điểm mà thu hoạch sầu riêng, thì chỗ này nó là một cái cơ sở thu mua và chế biến củi, chế biến than đốt đó. Thu mua củi và chế biến than. Còn vào mùa sầu riêng thì cái địa điểm này trở thành được thuê lại để mà làm các cái vựa buôn bán thu gom và sầu riêng. Đây là cái đường cuối khu dân cư, cái đường cuối theo cái bề rộng đó, đường cuối cùng. Nhiều kho hàng đông lạnh nằm ở trong này, ví dụ như là cái kho này là một kho đông lạnh rất là lớn luôn, lại kho đông lạnh thì đông lạnh này thì nó vừa đông lạnh quá và vừa đông lạnh để hấp muối hoạt động ở phía trong rất là lớn luôn. Vậy chắc hơn đó là nhà nghỉ. Anh em đang đi ra lại, đi một vòng loanh quanh ở trong khu dân cư này, ba rồi để cả nhà có thể tận hưởng cái không gian buôn bán và đóng hàng sầu riêng của các cái vựa. Ràng là cái độ tấp nập của các cái vựa kho ở trong khu dân cư này nó kéo dài nguyên cả một khu dân cư từ trên xuống dưới luôn. Anh em đông đang tiếp tục đi ra ngoài đường lộ để mà đi xuống. Cái vị trí này là vẫn là cái vị trí 2/3 khu dân cư. Phía bên kia thì không có vựa, cũng không có nhà luôn. Bởi vì ở phía bên đó là các cái vườn, các cái rẫy sầu riêng và một cái sân vận động nhỏ. Bởi vì vị trí này đã giáp với cái ranh giới của thị trấn Phước An rồi. Và anh em đồng tiếp tục cái hành trình của mình đi xuống phía dưới hướng về thị trấn Phước An. Vậy là từ nãy đến giờ, từ điểm đầu mà anh Đông bắt đầu ghi hình cho đến cái vị trí này nó khoảng 500m2, à 500m, 600m thôi. Và đây là một cái cơ sở chuyên về vá và sửa chữa lốp xe ô tô đó cả nhà. Nó là một trong hai cơ sở chỉ trong cái đoạn đường khoảng chừng 1 km mà anh em ghi hình. Nó là có hai cơ sở sửa chữa và vá lốp như thế này. Và những cái cơ sở này thì thời gian vài năm gần đây được ăn nên làm ra là nhờ vào nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao trong những năm vừa qua để phục vụ cho sầu riêng, cũng giống như là làm nông nghiệp. Và cái mức độ mua sắm xe ô tô, xe hơi của người dân ở đây tăng cao một cách rất là đột biến trong những năm gần đây. Hầu như nhà nào cũng có xe ô tô cả nhà. Và nhà nông tiếp tục đi xuống phía dưới. Đến đoạn đường này thì nó là ráp danh giữa xã Ea Dông và thị trấn Phước An. Và hai bên đường đều có nhà, đều có nhà ở. Và rất nhiều nhà đã dùng cái mặt bằng của mình để cho thuê, để làm kho vựa
thu gom và chế biến sầu riêng. Thì hai bên đường này thì cả nhà thấy rồi đó. Vựa lớn, vựa nhỏ rất là nhiều cả nhà, chín chít nhau. San sát và chín chít nhau luôn cả nhà. Ở đây là cổng chào ranh giới của thị trấn Phước An và xã Ea Dông. Anh Hai Nông quay hai bên đường và cả nhà có thể hình dung ra mức độ tấp nập và náo nhiệt đối với các cái kho vựa sầu riêng ở khu vực này chưa cả nhà. Trên một cái đoạn đường chỉ cần 1 km thôi. Điển hình đây là kho vựa sầu riêng Thủy. Vựa này rất là lớn, khá lớn, và năm nào cũng vậy. Tới mùa là những cái xe công như thế này đậu trước cửa của cái vựa này để mà đưa cái hàng xuất khẩu đi. Một lần đậu như vậy là 7-8 công đậu cùng một lúc, 7-8 cái xe công đậu cùng một lúc và ra vào liên tục, hoạt động 24/24 cả ngày lẫn đêm, không ngơi nghỉ chút nào luôn cả nhà. Vựa này là một trong những cái vựa lớn tại khu vực này, nhưng mà không phải là lớn nhất, chưa phải là lớn nhất đâu nha cả nhà. Chỉ là một cái vựa có cái diện tích vừa phải, khoảng chừng 500-600 mét vuông gì đó. Nhưng mà mức độ đóng hàng đi của vựa này là khá tốt. Và tiếp tục đi xuống phía dưới này, những cái đoạn đường ở cái vị trí này thường xuyên kẹt xe, đến cứ cuối buổi chiều là xe kẹt cứng, như là kẹt xe giờ tan tầm ở Sài Gòn đó cả nhà. Thời điểm này đã trải qua 2/3 của cái thời gian thu hoạch sầu riêng rồi, gần cuối mùa vụ rồi, và cái mức độ tấp nập vẫn còn rất là náo nhiệt và sự kẹt xe ở đây cũng rất là cao, đặc biệt là thời điểm về đêm như thế này, chiều đêm. Ban ngày cũng kẹt xe một cách rất là thường xuyên, nhưng mà nó cũng không nhiều bằng ban đêm đâu, bởi vì ban đêm thì xe công hoạt động nó nhiều hơn. Cả nhà thấy đoạn đường như thế này, một tí tẹo như thế này thôi mà kẹt xe quá trời, luôn luôn kẹt xe như thế này cả nhà, bởi vì lượng xe container đi quá nhiều và quá dồn dập. Cái đoạn này tập trung nhiều kho lớn lắm. Đó, xe ô tô đứng đầy đường vậy nè. Ở xã Ea Dông thì thời gian vừa qua thì lượng các cái nhà dân họ sắm xe ô tô tăng một cách rất là đột biến. Và hầu như bây giờ thì đến 60-70% số nhà dân ở xã này hầu như là đều có xe ô tô cả. Đây là vựa Uyên Điệp Crong Bách, là một trong những cái vựa có tiếng, có tuổi thọ lâu đời ở cái khu vực này, và cũng rất là lớn hơn luôn cả vựa Thủy nữa, và ra đời trước cả vựa Thủy nữa. Này lớn, mức độ xuất container đi xuất khẩu cũng rất là cao. Đối diện với vựa này chính là
vựa nông nghiệp xanh, nông nghiệp Cà Rông Bách mới mở 2 năm vừa qua. Và tới địa điểm này thì anh Đông xin sẽ dừng lại vì là cũng có thể là tròn một cây số mà anh Đông dự kiến ghi hình từ cái đầu vị trí đầu tiên cho đến địa điểm này. Thì xuống phía dưới kia nữa là cách khoảng chừng 500m, 500-600m gì đó là sẽ có là ngã tư Ea Dông, và hai bên cạnh tư đó thì tạt qua trái và tạt qua phải là có rất là nhiều kho, nhiều vựa lớn ở trong đó nữa. Nhưng mà anh em không có đủ thời gian để mà tiếp tục xuống dưới đó, và thời gian nó sẽ kéo dài, không cho phép. Và anh em dừng cái ghi hình trong 1 km tại đây thôi. Và điều này có thể là giúp cho cả nhà hình dung ra là cái mức độ tấp nập và náo nhiệt trong cái giai đoạn, trong cái thời điểm thu hoạch sầu riêng tại huyện Cà Rông Bách tỉnh Đắk Lắk. Và đây có thể là xã Ea Dông này có thể là một cái thủ phủ của sầu riêng tại huyện Cà Rông Bách nói riêng, và có thể là cả vùng Tây Nguyên nói chung. Thủ phủ tức là nó rất là nhiều, rất là lớn. Cả nhà có thể thấy được cái mức độ tấp nập của xe cộ đi qua lại không cả nhà? Lúc này gần 11 giờ đêm rồi, 10 giờ mấy rồi, mà 11 giờ rồi cả nhà. Xuống phía dưới đó khoảng chừng 500-600m thì ngã tư Ea Dông ở dưới đó cũng rất là nhiều, còn nhiều kho này cả nhà. Và từ đó trở xuống thì đó là thị trấn Phước An, thì không có vựa rồi, hoặc là vựa lai rai lác đác, cũng có vựa nha, vựa nằm lác đác. Và qua khỏi thị trấn Phước An thì xuống cây số 30-31 gì đó là tiếp tục xuống, kéo dài xuống phía dưới nữa là lại xuất hiện rất là nhiều vựa nữa. Đông đúc quá trời luôn cả nhà. Đi lại, xe cộ đi lại còn tấp nập hơn cả Sài Gòn về đêm nữa ở trên cái đoạn đường này. Ok, anh Hà Đông dừng ghi hình, dừng ghi hình sơ bộ của cái đoạn đường tấp nập về sầu riêng tại xã Ea Dông, huyện Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk tại đây. Và mong cả nhà ủng hộ kênh anh Hà Đông bằng cách là đăng ký và bấm like để ủng hộ anh Hà Đông nhé, và đón xem những cái video về nông nghiệp tiếp theo của anh Hà Đông sắp tới. Thân chào cả nhà và hẹn gặp lại.